Tiếp tục kế hoạch giám sát việc thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy năm 2022, chiều nay đoàn giám sát của tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại thị ủy thị xã Bình Minh. Báo cáo của thị ủy thị xã Bình Minh cho biết năm nay tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, nên thị xã Bình Minh đã thực hiện đạt và vượt 18 trên 18 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Trong đó, kinh tế tăng trưởng cả 3 khu vực, tổng nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển tăng 16,4% so với năm trước. Các hoạt động văn hóa xã hội, chăm lo gia đình chính sách, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, quốc phòng an ninh ổn định và giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn. 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đánh giá cao quyết tâm của đảng bộ thị xã Bình Minh trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đồng thời lưu ý đảng bộ thị xã cần quán triệt các chỉ thị nghị quyết của đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, khuyến khích người dân phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản. Chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm đánh giá cuối năm theo đúng quy định. Sau khi giám sát tại thành ủy Vĩnh Long, chiều nay đoàn giám sát tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 của tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát tại huyện Long Hồ. Báo cáo với đoàn, huyện ủy Long Hồ cho biết đến cuối năm 2022, huyện thực hiện đạt và vượt 14 trên 17 chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách vượt kế hoạch. Trong 10 tháng, huyện phát triển mới 145 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Đến nay, đã có 9 xã được công nhận xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã nông thôn mới nâng cao. Điểm nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết là huyện đã tập trung phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông dân. Qua giám sát, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc, lãnh chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy trong tổ chức thực hiện nghị quyết, mang lại kết quả tốt trên các lĩnh vực. Ông lưu ý huyện Long Hồ tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu nghị quyết còn lại, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm soát, quản lý về giá tại các khu du lịch, bến đò, phương tiện phục vụ du khách tại các xã cù lao, có giải pháp quản lý chặt chẽ sử dụng đất công, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội và thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chuẩn bị tốt cho sự kiện quan trọng cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đoàn giám sát tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 của tỉnh ủy tại huyện Trà Ôn vào chiều nay do ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn giám sát có bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đánh giá của đoàn giám sát năm 2022, Đảng bộ Trà Ôn có sự quyết tâm, đoàn kết trong lãnh chỉ đạo thực hiện nghị quyết nên kết quả đã đạt và vượt 16 trên 17 chỉ tiêu chủ yếu, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt cao. Nổi bật là huyện đã chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, chuyển dịch mạnh trong nội bộ ngành nông nghiệp, giảm đáng kể diện tích đất sản xuất lúa ba vụ sang trồng cây ăn trái, rau màu, nhiều mô hình chăn nuôi gia trại phát triển lên trang trại. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, hộ dân sử dụng nước máy đạt cao, công tác chăm lo đời sống vật chất gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đạt kết quả tích cực. Đoàn giám sát cũng lưu ý huyện nhiều vấn đề, trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách, xử lý nợ động thuế, làm rõ nguyên nhân các dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công để có phương án tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là trong nội bộ ngành nông nghiệp, xây dựng nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, an toàn, gắn kết thị trường tiêu thụ, dồn sức cho xây dựng xã nông thôn mới, quan tâm bố trí nguồn lực, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải pháp căn cơ cho giảm nghèo bền vững. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm, đánh giá lại năng lực tham mưu lãnh đạo phòng, ban chuyên môn, làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa các ngành để có giải pháp tạo chuyển biến trong năm tới. Chiều nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến làm việc với huyện Vũng Liêm về tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022. Báo cáo với đoàn, lãnh đạo huyện Vũng Liêm cho biết ước đến cuối năm 2022, huyện đạt và vượt 15 trên 16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó đáng chú ý là huyện đã xây dựng được nhiều mô hình cơ cấu lại nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các chỉ tiêu về văn hóa xã hội cũng được huyện thực hiện tốt,
Công tác đảm bảo an sinh xã hội đạt kết quả cao, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Tuy nhiên, huyện Vũng Liêm cũng còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện nghị quyết năm 2022. Trong đó, thiên tai dịch bệnh làm thiệt hại nặng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Chi phí đầu tư sản xuất nông nghiệp cao nhưng giá bán thấp, một số xã không giữ vững tiêu chí nông thôn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát, đề nghị huyện Vũng Liêm tiếp tục nỗ lực trong các tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong năm 2023, tình hình kinh tế cả nước nói chung sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Biến đổi khí hậu cũng sẽ tác động tiêu cực đến nhiều mặt về kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, lãnh đạo huyện Vũng Liêm cần tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, đồng thời quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Địa phương cần vận dụng, phát huy tối đa nội lực, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, để nhanh tiến độ các công trình, phần việc, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.